gà bắp ở kho thịt sạch luôn đó. Nó mới đi bộ đấy. Nó chạy bộ luôn chứ đi bộ gì. Cái vườn gì đâu mà hơn 3 km. Nó mới đi bắt. Cái vườn hơn 3 km đi cả ngày không hết. Đó. Đấy mới có một farm, còn một farm nữa chưa hẳn dấu kín. Vậy luôn nữa, trời ơi. Hôm nay là mưa quá, hôm nay còn dân cái farm nữa. Trời ơi là xỉu luôn. 3 farm, một farm 3 km rưỡi hơn. Rồi vô. Rồi vô. Nặng á con. Ồ cái chỗ nhạc cụ của Hường. À cái tiệm bán nhạc cụ đó bố là của Hường á. Bán đàn. Đàn guitar. Hậu hậu để đó không? Ừ bố thiên cái đó đi. Cái phòng này đây. Ủa anh đang coi. À. Tầm này nó về mất rồi. Chỗ bán nhạc cụ của Hường. Đi đi. Ơi Ly. Đem vô nhà Hường. Mẹ uống. Không có uống nước ngọt. Vô nhà uống. Dạ. Vô nhà. Ô, anh về ạ. Vậy à? Nãy thấy cửa hàng đóng tới thui à. Hai con. Mỹ. Mai mốt bà qua là phục vụ lại cho bà nhé An. Mai mốt bà qua chơi á, có nước lọc, có vô ua được kìa. Trời. Ghê bố đi. Để mẹ xuống. Thôi cháu đi ra ngồi chơi cho mát thì chồng cho. À, chị quay. Làm này dễ vậy để con làm cho. Dễ lắm mà. Đi làm thì sao chị quay được? Để máy thôi đâu có sao. Để máy là để như nào? Đấy cho để đi xong rồi vặn. Đây cô bà lấy cho mấy cái mình cần làm mấy cái để chân chị chân làm. Cái này chưa nở hết ha, chứ nở hết là cái bông nó còn đẹp nữa. Cái la cái cánh nó nhiều. 5 cái ha. Cái này là cái gì? Gà. Cứ đi sát mà không? Vào đi. Đâu có sao, cứ phóng nè, mình có phóng mà. Đó, gà nãy bắt ở trong đó. Bắt trong vườn á, bắt trong farm á. Một ổ á, mới đi bộ cách đây. Sợ sẽ trở thành sự thật. Đó. Bộ siêng năng không ạ? Bộ siêng năng. Bộ siêng năng thôi á. Ba con gà về à? Không có về hả? Cây chả nem về Mỹ. Dạ. Huế. Đâu có về Huế. Hết về rồi. Về Sài Gòn. Nhưng mà đâu có về Sài Gòn. Tự về còn đi Phú Quốc. Phú Quốc với lại Đà Lạt nữa. Tốn đến 6 ngày sau mới về đến Sài Gòn. 6 ngày nữa mới đến Sài Gòn. Đi lâu thế à? Đúng rồi, tự vì Phú Quốc mình ở 3 ngày. Phú Quốc 3 ngày là cũng đi đông đã rồi đấy. Dạ. Là 3 ngày là dạ. Người dạ. Ta biểu 4 ngày mà nó thôi 3 ngày được là nhiều lắm rồi. Tính rồi 2 ngày nữa kìa. 3 ngày nếu mà vào đi cơm với các thứ nó cũng thoải mái rồi. Đưa cô Thái cho tay vào đâu luôn cô Thái. Cô Thái không bằng tay đâu. Mấy cái này bệnh gì hả Hương? Phòng hả? Tại sao bị cái gì? Bây giờ viêm cơ túi. Viêm cơ túi là hết máu á, phải không? Là thiếu máu không? Viêm cơ túi bây giờ cho dịch ra tiếng Việt không hiểu. Là thiếu tiền. Anh đang giống như cái
Việt Kiều sao quê hương riết rồi cho tùm. Anh nói nại á. Anh nói về cháu ơi, cháu ơi, cháu ơi. À, từ bữa Hương nói là làm nhà, mấy cái nhà ha, nhưng mà chưa đầu tư đâu. Giờ anh về làm không? Giờ anh về làm không? Giờ anh về làm không? Nổ vừa vừa thì cha nội. Làm được mấy. Thì được, được hết á. Có cả người nước ngoài rồi, người đầu tư mà cơ. Vậy á. Em mọi người chịu chết. Chịu chứ. Chị chịu xây, chứ người ngoài nói em đâu có muốn xây. Vinh Phát đầu tư à? Trăm tỷ là bao nhiêu ngàn? Trăm tỷ là 500 ngàn. 500 ngàn đô. Bố coi chim rươi kìa. Chim con rươi, quay con rươi kìa. Trời ơi. Hồi nãy Cường ăn mà Cường đâu biết. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Hai, đợt dân anh cô quay cả ốc cái sông đó. Chúng mày quay cái gì, bảo tôi quay về để Việt Nam tao ăn. Cái mặt Tây nó thấy thế, nó sợ rồi chứ. Ồ, mấy người Tây người ta cũng ăn ốc mà. Không, về sau này nó mới ăn chứ cái lâm đêm mười mấy năm cô sạc này nó không ăn được. Vậy là nó là họ tán về ốc mà. Ừ, thì bây giờ ăn quen rồi, trước cứ. Nó chỉ có Tây nó ăn thôi à, với tụi khác nó không cho ăn. Nó ăn nó gọi là escargot, tức là tiếng ốc xào, ốc làm bơ bơ, tỏi. Không cho tắt nha. Tắt đi, quen chút cho có màu mè vậy thôi. Rồi đi chơi đi. Bỏ vô rươi ra hả? Đây mấy con rươi đây. Lần đầu tiên ăn rươi nhá. Ngon luôn. Cái này là làm chả rươi nhá. À, không phải chả rươi. Cái, cái món khác nữa, rươi xào. Không, nem rươi. Nem rươi. À, nem thì mình là nem, còn ở ngoài Sài Gòn đường người ta gọi là chả. Chưa chế là món này. Không, món này em là người đầu tiên ở Việt Nam chế đấy. Vậy à. Làm nhiều vậy sao ăn hết? Không ăn hết thì... Okay. Trời đất. Bên Phú Quốc ăn sao nổi. Mùa này mà con dươi ăn là chỉ có đại gia mới có. Chỉ có đại gia mới có đây nhá. Cho nên là đừng... Là gừng này, lá gừng này, lá lốt này, lá gừng này, lá gừng, lá lốt, lá gấc đồ luôn hả? Này, đủ thứ luôn hả? Thịt gà, nhiều gia vị luôn đấy. Cô cho cháu xin ớt vào đấy. À, có thể. Tớt luôn hả? Món này rất cầu kỳ luôn. Cầu kỳ luôn. Tiêu. Ờ để quen người nấu nữa chứ trời. Quen người nhung nhan của người đẹp đó, tối ngày giấu mặt không à, đâu có cho nhìn đâu. Cả Việt Nam không nhìn được, mỗi mình chị nhìn được. Đó thế. Bởi cái video này nó là hot rồi. Là nóng rồi. Cả cái Facebook đấy là không có không ai thấy mặt hết á. Cái đấy để tắm cậu cho khử vi khuẩn nấm ở trên người. Là món rươi là cứ xào vậy thôi hả, hay là lát nó ra thành cái nem? Không xào ra thành nem được, phải gói chứ. À là gói, lát gói rồi làm giống như chả giò vậy đó. À thì ở ngoài Bắc gọi là nem, là mình là gọi là chả đó, chả giò á. Đủ thứ món vô. Cái này là cái gì? Đây Hường không có ấy cái đồ hút khói ra hả? Có đồ hút khói ra thì đỡ nóng. Đang định làm thì bảo là nhà vào dự án mà
chờ đến chục năm nay chả xây dựng án đâu. À là sẽ ấy nhà chỗ đất đó hả? Đang tính đường về quê thì chả xây dựng án đâu. Cấu nhỏ nhỏ rau dưỡng ra là tí có món rau dưỡng xong ra. À lá cất cũng ăn được luôn hả cô? Ồ, ở bên đó người ta lá cất là người ta cứ bỏ. Thì người ta không biết á. Cái cô dơ rửa nó nốt này để thái nhá. Lá gớt, lá dớn, lá đu, hoa đu đủ. Ừ, trong hàng rau này chốc còn là vị thuốc không à. Ừ, chốc có cô gì cho chốc. Bởi Hường bảo chứ người Hoa nói người Việt mình á chết trên đống thuốc mà không biết. Cứ đi tìm thuốc, trong khi á như Việt Nam đầy thuốc. Hả Hường? Vâng. Cô bé sống trên. Mở gà trong veo này mới là gà ngon à. Còn nó đực là không phải là ngon à. Gà đi bộ, gà đi bộ nhưng mà ở Việt Nam là gà đi bộ đó. Ăn khóc tím. Ăn khóc tím thôi hả? Khóc thảo dược ấy à. Rồi ăn tép, ăn ốc, ăn ăn đồ cây, tốt không à? Mùa này hết rươi hả Hạ Hường? Chỉ có em mới có à. Chả có đầm mua ngoài không được. Đó, mùa này mà có rươi ăn là chỉ có chủ đầm mới có ăn thôi nhá. Cho nên á mình là rất là hân hạnh đấy nhá. Mai mốt qua anh đó rồi hôm không thèm thì làm răng. Hả cô hả? Qua đó thèm rồi làm sao đây? Bởi vậy hít qua Facebook. Hít hít. Hường ơi bỏ hình lên cho chị hít hít. Không mở video coi lại. Ngon chưa? Mùa nó săn lại là ngon luôn. Ngày xưa bọn em đi học mà cứ ngửi mùi rươi thì là sách cặp đi về, mà cô giáo cũng sách cặp đi về là thèm quá đó hả? Không ngủ ơn không ngờ không thể chịu đựng nổi, tất cả đều phải đi về. Trời ơi phát nghiện luôn rồi. Hình như có bỏ ngò ôm vô hả? Nghe cái mùi giống như mùi ngò ôm hả? Hả Hường? Mảng cầu này Hường hái ở vườn Hường á hả? À ngày hôm qua bữa chị mua ở ở ngoài Hà Nội á, ăn cũng ngọt ăn tối ăn, mai ăn được. À. Ăn đi. Thôi để đây ăn chứ không, con ở qua đi mấy cái chỗ đó nó nhiều trái cây. Dạ quá trời luôn. Mùi thơm chưa? Thơm. Đang xong ngay mũi luôn, đứng ngay chiều gió đây. Ở đây chỉ có chủ đầm mới được ăn rươi nữa nhá. Mùa này là không có rươi. Đó, đó rồi rồi rồi, thấy cái miệng nữa rồi. Này gà trong vườn, gà sạch thật sạch. Này là gà sạch thật sạch luôn, hộp gà sạch thật sạch. Ở trong vườn. Chọn miếng dông, miếng dông. Thế rươi. Thế nha, còn rươi xào. Rươi đã xào rồi. Rươi đã xào với đủ loại ra lá. Cho
rồi làm nhiều vậy xong hết rồi. Cái này là làm là để tủ đá ăn nhiều và dần nữa hả? Ăn năm chị. Ăn quanh năm luôn. Khoa bảo là gửi đường bay về, đúng không? Chị ok rồi. Mấy bữa chị nói là chị đi mấy vòng vòng nữa mà. Nhưng mà bảo là đường bay. À tưởng đây là Hường có cái đường bay nào đó. Bay sau. À. Đâu có vô Huế nữa. Chị không vô Huế nữa. Không. Đi đi đảo. Xong là chị bay sang Mỹ luôn. Đúng rồi. Thế không trở lại nhà chú chị nữa à? Không. Đâu có trở lại. Thế là đi là bay sang Mỹ luôn. Dạ đúng rồi. 2 tuần nhanh lắm. Thế là bữa Hương gửi gì vô chú? Gửi cha để cúng bố chị. À xin là em gửi đồ về Huế đấy, gửi những cái này về Huế. Chị là không bảo em còn mực cũng gửi về Huế luôn. Mấy bữa chị nhắn tin em là nói là gửi qua Sài Gòn mà, rồi chị đi vòng về là em gửi vô Sài Gòn là chị nhận là chị đi về luôn đó. Thì em tưởng là về Sài Gòn vẫn cứ đi về Huế. Không, đâu vì đi Huế làm chi nữa. Bây giờ thì cách nào thế bây giờ chỉ có cho nên chị mới nói là lấy mấy cái mực đồ á, chị nói em là lấy cái loại khô thôi chứ chị không có lấy một nắng đó, là để đi vòng vòng nó không có hư. Mực khô hay tôm khô thì không hư được. Một nắng không hư được. Thì đó. Không, một nắng nó hư em ơi. Một nắng không được. Một nắng nó hư, Hường ơi. Một nắng không được. Tự gì bị rồi. Có, một nắng bị hư, tự gì về đến đó là nó không kịp là nó hư, tự nắng nóng nè. Ví dụ đi mùa lạnh đi thì còn ok. Đại gia. Đại gia không? Đại gia ăn toàn dươi à, dươi. Dươi là dươi, đại gia mới được ăn này hết hả? Đây là lần đầu tiên chị ăn luôn. Bọn nó còn một món nữa. Vậy hả? Mà chỉ có bọn chủ đầm nó mới ăn được thôi. Vậy hả? Là món gì mà giấu chị vậy Hường? Đấy là món lẩu dươi tươi. Trời ơi, lẩu. Là vớt lên đâu là dạ. Bọn nó cho nồi luôn lên đấy. Vậy hả? Cũng là dươi luôn. Nhưng mà nó phải dươi tươi mới làm lẩu được. Xong rồi. Dươi sạch thật sạch. Rau cải đều sạch. Giờ bắt đầu gói. Cả nhà ăn rươi chưa? Chứ mình lần đầu tiên đây là ăn rươi mà rươi nem rán rươi nha, chứ không phải nem rán cua bể nha. Nem rán cua bể là thường thế nha. Nem rán rươi mới là hàng độc. Mới hàng độc nè. Món này là ở Việt Nam em là người đầu tiên làm ấy. Vậy hả? Chế biến ra ha. Dạ. Ai cũng nghĩ là sẽ không ăn được. Cô ăn thử chưa cô? Trời ơi, nhà cô còn chưa được ăn. Hôm nay nhờ con, cô mới được ăn đấy nhá. Cô đi nhờ. Cô là đi chơi, đi qua ăn chơi không à? Cô đi qua nước Anh á, cô chơi thành ra là ở nhà rươi hết luôn rồi. Rồi làm bự vậy luôn á, là lát nó dẹp dẹp xuống hả?
hay là vẫn để tròn giống chả giò luôn? Dấu bí quyết mà làm bự quá ha. Em học cái thầy Michael, chủ tịch hiệp hội chế tạo thức ăn. À. Đấy. Xong rồi em mới làm hoa nộm hoa chuối mấy cái hoa này. Thế thầy bảo là làm như thế mất giá trị quá, không cho làm nộm hoa chuối với hoa này nữa. Thế em mới liên tiếp coi em mới chế ra hoa này. Thế là thầy cũng tắt điện luôn. Vậy hả? Còn thầy có ăn thử chưa? Khỏi nói luôn. Thầy có ăn thử chưa? Ăn rồi. Ăn rồi là thầy nói sao? Thầy bảo ngon, ngon quá hả? Lúc nào có cơ hội thì có cơ hội ăn lại hả? Là ra tiếp ra hả? Thế giới. À thôi giờ về để cho chị Trân đưa ra thế giới trước nhé. Thầy cứ mang đi xong bắt đầu ăn đi độ đường người ta ngon mà đảm bảo. Cô nhớ lên YouTube coi con nha. Ừ. Con đưa ra thế giới. Ừ. Hoàng Lương USA. Ừ. Đấy thì Mỹ được về từ trước. Đơn giản không phải đơn giản đâu. Cô ơi. Cho cháu cái chảo để cho đặt lên. Cho chị quay luôn. Cái gì nè? Cái hoa này. À làm gỏi á hả? Đặt cái chảo lên để chị quay luôn. Cái này phải dán mỡ chị nhá. Ừ. Nếu mà dán thật ra ăn mỡ tốt hơn ăn dầu á, từ mỡ nó tan mà dầu là nó không có tan nha. Cái riêng cái dưa này mà rán dầu nó không ngon đâu. Dạ. Yeah. Gà ngon lắm. Ôi giời gọi cụ. Ôi giời. Gà chạy bộ chứ không phải là gà đi bộ. Gà này quý lắm mà kiểu Mỹ mới được ăn. nhờ Mỹ mà cô mới được ăn đó. Chọc hôm nay chọc cô. Thêm thịt nợ. Tìm thấy em có rau này. Rau dớn hả cô ha? Rau này là đặc sản của miền núi. Miền núi đó. Nhưng mà ở đây miền xuôi lại có. Ừ. Rau dớn quắn quắn như con sâu. Trời nhìn hấp dẫn ghê chưa? Quá hấp dẫn luôn. Chắc là làm gì với hoa này? Làm nộm, làm gỏi á phải không? Trời cái đó cái dĩa đó đẹp quá trời luôn cô. Mỗi lần Hường đưa cái dĩa đó lên là thì đó, con nói chứ Hường đừng có để lên hoài nghe. Em chạy tới đâu rồi? Em không sợ bất kỳ ai bắt chước đâu. Vì em có thể sáng chế ra liên tục. Đó là cho thấy bông này luôn nè. Đó. Nghe quảng cáo thôi cũng đủ ngon rồi. Thiệt. Chỉ có con tôm con tép thôi nhưng mà cũng phải cười khắp bãi luôn đó. Có bà chị bổ em bổ xong đấy nhá. Cô con để cái bông ngay đây luôn nè, cô mới ghê nè cô. Đó để luôn cái bông ngay đây. Bây giờ này, cái đợt vào Phú Quốc ấy, cho già rồi. Thế? Họ là em giống chị đấy, thế là tồi chưa. Cái này là phải cắt ra chứ hả? Chị muốn làm kiểu gì ra? Đây. Đứng đây làm luôn mấy chứ mấy người kia ngủ hết trơn rồi. À, thế ăn đi. Thế đứng đây ăn đi. Nó, em làm đi, em mở ra đi để chị quay ở phía trong coi. Ăn đi cho nóng. À. Em bẻ ra cho quay ở phía trong. Thế thì anh Hưng, chứ em... Rồi lấy kéo cắt. Mình cứ vụng về đây này không phải thủ đây mà khắp châu Âu đây ở phía trong như vậy nè, nem rươi, nem gì
Nem rán cua bể là thường rồi, cái này là nem rươi chỉ có chủ trà đầm hả? Chủ đây chỉ có chủ đầm Nguyễn Hường là mới có thôi nhá. Sạch thật sạch, đây là sạch thật sạch đó. Rồi mời cả nhà ăn nha. Trời ơi coi kìa, một dĩa ai có thì ăn quá đã để. Mời cái wow cay đấy, trồng đĩa nè quá hấp dẫn đi, từ Mỹ mà về Việt Nam chả giò quá hấp dẫn. Dân tộc nó bán đấy, yeah. Xong rồi cô mới mua cô về cô xào. Thế là đứa bạn giờ tôi đi, đứa bạn nó ở bà này về điên này, mua mẹ rồi dạy rồi chích người mà chích người cậy tạo. Chúng nó nào ăn thì đừng có vào gì tâm, nó lại bán cho mỗi ba mớ như này thôi, yeah. Thế là 10.000-30.000. Úi giời, đến lúc vào nhà hàng nó tính một đĩa xào 300.000 một đĩa. Lúc đó mới thấy quý ha. Cái gì cũng vậy, rẻ đó. Là cái gì là chê. Nó trộn mẹ của mình nó vào xào để xe đấy. Nó vào xào. Ôi chứ mẹ ăn sao khôn thế, chết người, nó bảo chết người mà này mà lại ăn để giết điên. Thế mà đợt ý nhá. Này, ở trong cháu ở đây này tôi phải biết của người ta cơ. Chứ nếu mà không biết là người ta không biết quyết, người ta không để cho mình đâu. Dạ. Thế là hôm nay cô vào cái chủ nhà nó, cái rau nó ngon lên ngon để mà cháu ơi, cô thèm lắm, cô đi nửa tháng này cô thèm quá, rau cô đó để cho cô bao nhiêu cô cũng mua, ở trong mua về nhà cháu ăn, cháu để cho cô với mẹ, cái tên nhà hàng nhà mày tao chỉ thích cái rau này, nó ra xúc ruột tao bố nói thế là nó để cho hay xong bắt đầu để cho xong rồi gà ở nhà nó. Nó một cái ăn cái kiểu chân nó dài như này cháu ạ. Dạ. Con cô bảo là này, cái gà nó nói thế thì ai mà đỡ nào để cho cô không để được. Nó bảo chị nhà này bảo ôi giời, gà ngoài Bắc thiếu gì, điên à, đi ăn đồ biển. Còn được rồi, chị ăn đồ biển em mua luộc cho chị ăn. Còn đồ gà là của riêng em chỉ ăn chơi thôi. Ôi giời, xong bắt đầu luộc lên. Hôm nay đi 8 người. Bảo nó thôi nhá, bây giờ là các chị không được ăn, em sẽ luộc đồ biển rất là rẻ. Mà vào trong Trung Quốc ấy, đồ biển nó rẻ lắm ấy chứ. Yeah. Mà mình đi mua, tức là xào, mực mực xin đấy mà có 80.000 cân thôi. Ở ngoài mình mấy trăm nghìn. Thế là bắt đầu mua 5 cân, bà chị vào ăn sao thấu. Của em mua là em cho cái chủ nhà hàng này nó ăn mấy. Thế là bắt đầu là cho nó hẳn một đĩa tây, nó ở chữ bé rồi cho mới ăn luộc thôi. Cháu cảm ơn bà, một đứa cháu cảm ơn bà, đứa cảm ơn cô. Thế là bắt đầu không dám lấy tiền phục vụ nữa. Dạ. Ừ, nó bảo là chắc phải lẻ cô. Tôm ta luộc cho mày ăn còn đâu gì mày, ta luộc cho mày, mà cứ bao nhiêu ta cũng vô tư. Dạ. Mình cho người ta rồi thì người ta ăn rồi, người ta ngại ai ta dám lấy tiền nữa. Dạ. Bây giờ sau bà chị nhà này bảo đi như gì sướng. Dạ. Dạ. Giả tiền cho người ta vừa hợp lý. Dạ. Chứ đâu phải có tiền là ăn được phải không cô? Đúng rồi, có tiền mà kiểu sinh tướng đi, kiểu như anh chủ và chủ người ta ghét. Dạ. Phải lao vào như là của cô, chỉ cần cô bắt đũa cũng chả cần cô tự cô rửa, cô tự gì tất cả cô tự chế biến ở thế, cô hết cháu hết cửa, cô yên tâm. Tao sẽ mua yến cho mày, tao về tao mua yến cho mày là bằng bán hàng rồi. Thế là nó thích mà đúng yến chồng đấy nó ngon, yến là chủ như đấy, yến của nó rất là ngon.
họ họ nấu yến cho mình bán cho mình ăn á hả cô? Ừ, hay là chỉ ăn. Là bán tư bán cả yến mình mang về mình nấu ăn đấy. Nhưng mà có bán nấu cho mình ăn ở đó luôn không? Có 250 mà thôi. Vậy hả? Rẻ. Để vô đó mình ăn. Vô ăn tại chơi khỏe hẳn. Dạ. Yến tự vì cái đó mua cũng mắc á. Chứ mua ở ngoài về mắc còn phải nấu nữa. Mà yến đâu có đem về Việt Nam Mỹ được nữa cô. Nó đâu cho? Nó không cho đâu. Dạ. Yến ở đấy ăn để thưởng thức. Cái rau này ở ngoài ngày xưa là ở Thanh Hóa. Chúng nó ăn chết người. Nên mà đến bây giờ cô mới được cái rau này là gặp lại. Dạ. Đã đi Thanh Hóa đấy. Cái được gặp lại của nhà Hường ấy chứ gần nhà không ai có. Người ta không biết được, người ta tưởng là rau dại chả nó ăn. Dạ. Gà vườn nè, có cái này là gọi là trứng hả cho cô? Cái này là trứng hả? Ừ, trứng của con gà đấy. Đó, gà vườn có trứng luôn nè, thấy không? Ừ. Ăn đồ sạch không à? Ngoài ấy thì là nó cái nội tạng người ta ăn. Ngon lắm á, thấy không? Thấy ngon không? Ngon, ăn thử đi. Ngon thật mà. Hả? Boil hả? Không, cái này không phải oil, cái này mỡ. Con mỡ heo. No, it's better than. Con quặn vào như là salad ở giờ ngoài đấy. Con hỏi cô, nó mới ăn bánh mì hết rồi của cô rồi kìa, bởi cho nên là nó như vậy á. Ăn đi, con có mà ăn đâu con ạ. Riêng trẻ con nó ăn. Dạ. Còn cái kia có đậu phộng mình ăn. Dạ. Hậu kêu bố dậy Hậu ơi. Này làm cái gì? Sầu dâu dớn nữa. Trời ơi, hôm nay nhiều món quá. Cái rau kia đấy mà ăn không hết chả lấy. Dạ. Ít ít thôi, đâu ăn hết nổi. Gửi cho mặn anh nhạt cho bà đó nha. Trời ơi. Bà ăn thử mình dở là ráng chịu luôn á kìa con xử. Con bóc một cọng là được rồi, con bóc một cọng được rồi. Con bóc một cọng. Đó, cái này là ăn dở ngon là ráng chịu nha, kêu mình thử. Nó chưa có phai. Đây rau, rau dến. Bán cái rau này đâu. Chỉ có nhà mình ăn thôi. Bà này nên phê cả thế giới đó, ở chết đó, bởi vậy mới chết dở. Chết dở, bà Liễu, họ dòng họ Nguyễn phê hết thế này, chết rồi. Từ châu Âu, hôm đâu đó. Ông từ châu Âu chưa đến châu Mỹ. Từ châu Âu đến châu Mỹ cái hôm... Để cái đó phía trên ha cô ha. Ra hết đó. Ốc đã địa danh của cả thế giới rồi. Dạ. Xong bây giờ là lại đến cái này đây. Ốc coi là con nhờ bà cũng thèm lắm, lao về là mẹ ăn. Con ăn rồi lao về hết mùa rồi. Không kiếm đâu ra nữa rồi. Tháng 9 tháng 10 ốc nó đi ngủ rồi con ạ. Biết cháu về sớm. Tự ơi, hôm nay anh đi hai kiện á bố. Hôm nay anh đi hai kiện cho nên mệt. Hôm nay leo núi mà lên đè trên cái hang gì quên rồi bố. Hang mơ, hang múa gì đó mà. Đi cái hang động Trung Trang. Dạ. Dạ. Đấy có con cái chị có ăn cái tổ này còn tốt. Mỗi lần con làm steak á là mấy đứa nhỏ nó khoái ăn cái tỏi lắm. Ừ, cái tỏi này nó chữa nhiều ung thư. Lát gói rồi làm giống như chả giò vậy đó. À. Thì ở ngoài Bắc gọi là nem, là mình là gọi là chả đó, chả giò. Đủ thứ món vô. Cái này là cái gì? Mẹ bảo anh đâu?
Đã không bố? Bố ngủ. Bố kéo cà cưa. Bố kéo một hồi tự nhiên quá trời đồ ăn. Thôi cho một cái kình hoa thôi. Hậu đưa hoa qua đây cho mẹ. Đây cái dáng trộn rau này mới đẹp nè. Quê hương là đó, cái dáng trộn rau này mới đẹp đây. Gặt hái rất nhiều này. Đây là quê hương của tôi đấy. Quê hương của Hoàng Hường. Có ai nghĩ mà con ra ngoài Hải Phòng này đâu. Quê hương Hoàng Hường mà bạn của hả? Nó muốn ăn nó tự ngồi nó ăn thôi chứ. Đó là bột đấy, ăn được hết. Thì nó còn ngại ngại chút nữa nó ăn thôi. Cái con gà. Con gái của nhà bà là gì đó? Dạ. Rồi mời. Đấy là chính luôn. Bia đi, mở ra. Ờ, dạ, cốc đi. Làm kỷ niệm chứ. Dạ. Hôm nay nè. Cô mời cô. Chào. Đó. Đó, hôm nay cô Liễu nè, anh Hưng nè, với Hường nè, với bôi tên gì? Huy. À, Huy. Huy Hoàng đó. Rồi mình gia đình mình về được ăn. Ăn toàn là đồ sạch thực sạch không đó nha. Là nào là rươi nè, rươi tại đầm chỉ có mùa này là chỉ có. Chỉ có chủ đầm mới được ăn rươi này đấy. Là làm chả giò cuốn luôn á. Dạ. Rồi gà nữa, gà hái trong ở quên. Gà bắt. Gà bắt ở farm ở sạch thực sạch luôn đó. Nó mới đi bộ đấy. Nó chạy bộ luôn chứ đi bộ gì. Cái vườn gì đâu mà hơn 3 km. Mới đi bắt. Cái vườn hơn 3 km đi cả ngày không hết. Đó. Đấy mới có một farm, còn một farm nữa chưa hẳn dấu kín. Vậy luôn nữa, trời ơi. Hôm nay là mưa quá, không phải còn tới farm nữa. Trời ơi là xỉu luôn. Ba farm, không phải một farm. Ba farm, một farm, ba km rưỡi hơn. Rồi vô. 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 Mời cả nhà, mời cô. Mỹ thôi, giờ cô qua Mỹ đi. Pháp thì bà đi rồi. Đi Pháp rồi. Cô còn là hơn con rồi, vợ chồng con chưa qua qua Anh. Xa nhất là Mỹ. À. Vợ chồng con chưa qua Anh, chỉ qua Pháp với Ý thôi. Trứng gà ăn đi. Ồ, cái này là cái rau giới, rau gì? Rau giới đó anh, chỉ có ở đây mới ăn được thôi nha, ở ngoài miền Bắc mới ăn được, Hà Giang được. Chỉ có Hà Giang. Đó, chứ ở đây là chỉ có sạch thực sạch mới có ăn nha. Nguyễn Hường, sạch thực sạch Nguyễn Hường đó. Ai cần ăn rau sạch gì ở Sài Gòn, Bắc, Trung Nam gì muốn là điện cho Nguyễn Hường. Sạch thật sạch. Đó, coi cho bố thử trước kìa, bố không sao hết kìa. Bố không sao hết, cứ ăn tự nhiên. Ở trong vườn mình. Con về Mỹ đi, mẹ dẫn con tới nhà của thím có. Rồi cảm ơn cô với lại Hường với anh. Như cháu, cảm ơn nha đã tiếp đãi một bữa quá ngon. Sau này có điều kiện thì lại về đi. Về qua đó gặp con cô ơi. Qua đó gặp con. Cháu phải lăn về đến lúc không đến lúc cô qua đó. Trời ơi giờ cô đi dễ quá mà. Biết rồi nhưng mà bây giờ bà là sợ tìm trở lạc. Cháu về bắt đầu bà bám càng mà sao. Con cái bay. Bây giờ về. Của anh chưa của chú Trương à?
Rồi cảm ơn luôn nha. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Giữ gìn sức khỏe nha Hương. Dạ, chào chào anh. Gặp lại nha. Dạ, hẹn gặp lại cô. Chú. Hẹn gặp ở Đà Lạt cơ, nếu có duyên là gặp đó nha. Lấy phòng về đêm. Ở đây sao để tới thui rồi ha, không có đèn ha, ngay chỗ xe nè, ở đây là sảnh nè. Đi bên gương này vô. Ừ. Sáng thì nó thấy. Sao tới thui rồi ha? Bên này nè, sạch. Không, bên này không phải đâu anh, phải không? Bên này là. Đúng rồi. Đường sau đây à? Đây chỗ này nè, có cái đường lên này. Vâng. Đó, lên đó. Gì sao tới thui vậy ta? Lấy đồ nhé. Khách sạn. Tôi thua.